vô đó mới thả xuống giùm cái đã quá trời thiệt luôn. Dính luôn ơi. Thì cái này á, chút nữa là hốt về dục nha, hốt về cất nha, chứ để đây là anh em la đó nè. Nãy giờ nước ngập lội dính sình tùm lum tầng à. Chút đem về. Đó, anh em la xả rác nữa. Nãy nghe nói gốc gốc chị ít quá cũng ngại. Nãy đi quên chị em nhỏ luôn. Ơi ăn rồi, ăn lấy, ăn lấy. Ăn. Thế cá ăn. Cả vô bụng cá ăn rõ ràng luôn. Ăn thiệt không ơi. Tập vô một chỗ một luôn. Dương đâu chưa? Còn Dương có đi rồi. Giữ cái hàng đó. Nhiều kịch chứ nè. Phải không? Thiệt mà. Nãy giờ nó không thấy đâu, nhìn nó đâu. Giữa làm kịch chứ nè. Chứ đâu thấy. Cái sinh nó keo ké cái bây giờ luôn. Vô đâu mới thả xuống giùm cái đã quá trời thiệt luôn. Rồi nay hên lại rồi, lộn. Mày tấm luôn ra mà. Ký không? Ký cùng quá, người ta câu giữ đi thôi. Mày không được ký. Hay thôi. Câu hai cần. Lại giật không nói ơi, lộn. Hai cần quá lên đấy. Ủa gì không kịp, hổng nóng, câu không cần à. Nó là cái dính cá mà gì? Câu chùm nho bốn lửa mà dính được hai cho. Như hồ quá. Nửa cặp tay nè. Nhỏ vậy. Chùm nho bốn lửa dính hai con. Mà trong đó có cái bự nha, nhưng không có. Mà được dục xuống cái nhỏ nó phá mọi tước rồi. Ừ, nghe chỗ đó nó câu nước nó chảy cũng cấp mấy lần này luôn quá. Nước nó chảy mạnh lắm. Chị phải 150, 200. Nghe chỗ đó.
nó chảy mà nó chảy không, nó chảy mà nó quặn, nó quặn bị nghe nó ngã ba sông, nó chảy nó quặn dữ lắm, nó chì yếu yếu là nó đọt vô gốc đó, chì chừng tâm hai là nó đọt vô gốc đó, đó câu cái chì tập rưỡi tôi lên. Cái giữa cho hết ngồi luôn. Kem hết rồi. Con to lúc dưới rồi. Cái cây gì? Chú trình này vậy? Ừ, cái bắt là cái cái nào phát nào lên cũng dính gác nữa. Cái này sáng hòm nó nhìn ngược lại ra dinh gác rồi. Xong rồi cái gác chữ dần không còn có nè, không có à, không cầu á, nó cứ ngắt hay kéo vô tới quật rồi mà cứ ngắt rồi mấy xe nó canh nước á, nó chạy vô chạy ra là nửa tiếng á thì cái gác luôn à. Giờ quất ngay điểm là đi gà. Thì lấy mấy cái ngát mà. Nó canh mấy chỗ có cái ngát đó, nó sẽ. Cái vô cành ngay điểm. Cành ngay tôi ngang cái ngã ba trong đó đó. Là bắt cái ngát ha. Ừ. Cái ngát thiệt lên luôn rồi. Lên. Cái ngát lên luôn. Thì thiệt đi, lúc nước cá bự nó ở đó nhiều lắm. Dạ. Cái mấy con thiệt vô quần quá rồi cá bự. Dưới dưới vậy vậy, dưới rồi vậy. Không hết không nổi. Ê, ê, gì vậy? Này làm gì đâu? Đi đụng được. Đâu cái cần làm phên. Nó xịt nó chạy vô nó quấn tăng một rồi xong nó ra liền. Nhưng mà đâu dám ở. Ở dân báo rồi công an rồi mất à. Bây giờ chạy lúc loạn rồi. Thôi luôn. Thứ hai đi câu không? Hello. Ai biết? Dạ. Ai biết? Xuống Dương đi. Dương hả? Ừ. Nếu xuống Dương phải ai cùng dây khác? Chị nhóc. Dây em một. 250 cùng nhóc. Dữ vậy tại cái máy có 2.500 này bán 2.500 gì về Dương cũng vậy. Này rồi mới xài 2 lần. Ok còn luôn hôm ngày câu dính cái chủng cái ta đó. Dạ. Xong rồi, hai tầng nó đi, hai tầng nó đi. Vậy? Hai tầng nó xuống chưa? Hai tầng á, sao lâu vậy? Ừ. Hai tầng nó về cùng lua mới, sắp với câu cho chết nha. Đi với hai đi, hai tầng nó tới xuống, nó đây co lại chứ không biết cá nằm chỗ nào, ngồi không biết chỗ cá gì nhiều mình đang nhiều tôi đó. Đang quán nhậu à, tức cửa ăn đó mà cứ thì gà cứ quýt lộn chép lộn thì gà quýt lộn chép lộn kiểu dẹp quán luôn, nó chỉ vô quán bia ôm rồi không à. Khách mồi ơi. Hồi đó về cá phi cũng nhiều lắm á. Rồi cám xuống thấy nó chài, nó lưới, nó làm đồ, nó quần đủ nó kiểu. Dắt chừng tay xuống câu á. Mình xuống đi. Rồi thì ấy rồi. Hết chài rồi, hết chài, hết chân lưới rồi. Đợi xuống câu nay cũng cái tầng rồi. Có cá bự không? Cá bằng tay, bằng tay. Dạ. Phi hả? Phi. Ngon dữ ta. Mà cái con nhóc luôn nha. Nếu rồi chịu giật cá phi con thì đầy à. Chết mẹ. Chút nữa là
làm cái phịch cái sông ha. Má vậy là câu chuyện 1.5 nằm rồi đó cá men. Quá giờ ăn rồi, nãy ăn rồi còn giờ không kịp thôi. Nãy đi lên tẩm chứ đứng đây là chết bạc lên rồi. Cá khùng ghê. Đứng mình canh nó ăn mình bỏ nó ăn. Có người chết đó. Là cá ốc dữ lắm, anh xuống anh câu đi. Câu là bảo đảm dính. Cái bờ mà rớt xong chết là chìm qua chìm nhau á. Đúng rồi. Chìm ngay bờ đây đó. Rớt tuốt lên mà câu xuống tới bờ tè đó là đưa nó bả nằm đó đó. Nghe nó nước cuộn nha. Ừ. Nghe đó bờ tè đó kêu cá ổn cỡ nào cỡ dùng câu chứ đâu ăn câu đó. Nó đi giá tối nè. Cái bụi tè cái gió cái nó cột kẹt cột kẹt cột kẹt cái đường cuốn cầu lên về liền. Trời ơi Dục đạp chết luôn á. Thấy rồi. Ra ngoài tờ đi. Nước vừa rồi. Nước có đá tận kìa. Có lụm cá nè. Má bữa dòm hai hồ cá mấy chục con á. Đấy, để cho nè. Hôm qua hai làm sáu con, hai hồ con nào cỡ chừng 7 lạng ký vậy nè. Nhưng mà rơi xuống rồi người ấy, người ta xuống quán cà phê, ta ngồi ta câu có gì, không có bụi gì, không có nhỏ. Người dưới ha. Cái củ chiên hả? Củ chiên luôn á. Cái đó có đường mình vô á, có cà phê đúng không? Sát lẻm luôn. Ăn mọi người đó, ăn mọi người. Ăn cái cừng bìa đó, thấy mọi người nhịp nhịp kìa. Này chết. Chết mày chứ tao. Đó. Lấm. Lấm. Ê, ê, con này. Gì kia. Không. Đó. Đây dính rồi mọi người. Trời ơi con cá thì thôi luôn, cá nuôi nha, cá này đem về nuôi nha. Chạy luôn. Ăn mỡ vịt cá chút xíu. Hết thân rồi. Cá nuôi không à. Đừng chạy nữa, để gỡ ra chứ dễ hoài sao gỡ. Ờ, con này bị câu sảy rồi, tét mép rồi nè. Mấy ông cố giật cho cố, giật cho giữ cho nè. Nó ăn ở tay rồi nè mọi người, tét mép rồi nè. Thấy mọi người. Con hồi sớm phải giật dính á, nói chung là nó cũng tù lô hết trơn rồi đó. Cái miệng nó cũng bao cũng lỗ rồi. Tới con này nó bị tét mép luôn. Mấy ông đây chơi bạo lực quá.
Thôi, hồi nãy một con, giờ con là hai con nha. Đây mọi người, đây sẽ là môn mới. Trong thời gian cá không ăn thì giờ mình lấy cám nè, mình cho cá ăn. Đó, để coi mấy con cá nó sẽ làm gì với cục cám nha. Đó, một con đã tiến tới. Cạp, cạp liền, đó, cạp đó mọi người. Thấy ghê chưa, nước kè chạy từ đó, 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 tiến tới nữa. Hai con đang gần tới là ba con nha. Để coi hai con này có dành ăn không. Đó, sừng lông cự. Mày hả mày, mày ngon mày nhào vô, mày nhào vô kiếm miếng ăn của tao hả? Rồi em ấy đã quay mặt chỗ khác lãnh làm ngơ. Giỡn mặt với anh Đại hả? Em ấy ăn cục cám khác mọi người. Đây đây, bây giờ mình sẽ cho cục cám nữa nha. Chết bà, ông vô ngay chỗ anh Đại luôn rồi. Anh Đại chiếm nó đúng rồi, mấy em kia không chấm lợi. Đó, anh Đại quay lại ăn tiếp. Anh Đại nút đâu có nổi đâu, cục cá bự cái miệng anh Đại có chút xíu à. Mà anh Đại ham ăn, dành ăn. Đó, anh Đại là sừng lông. Anh Đại ghê chưa? Anh Đại sừng lông cứ đó là ai vô gần là anh Đại dứt liền đó nha mọi người. Nhưng mà không có con nào bự hơn để chống lại. Phải có con nào bự bự vô cắn lộn cho chơi ha. Mấy này yếu quá, không dám chống gì trơn. Yếu quá yếu. À, thôi tối rồi, giờ mình cũng về thôi mọi người ơi. Với lại có chiếc xà lan á, nó mới chạy ngang, nó chạy một cái nó nước nó lộng kinh khủng lắm. Im gu luôn, giờ là hầu như là không có con nào dám mà ho he ụt ạch gì nữa đâu. Cá này nó nhát lắm. Nói chung là có ghe chạy hay cái gì động động mà làm mạnh quá là cha con nó trốn hết trơn rồi, nó không dám ăn nữa. Thôi giờ mình bắt đầu mình về. Hẹn gặp lại anh em trong cái clip khác nha. Cái này được hai con nha, chiếc này là có ụt ạch rồi. Chứ chiến trước là thua. Rồi vậy anh em.